Xin hỏi chị Bơ hôm nay là nhân dịp gì đấy? Không biết tự hắn thế. Hỏi chị Bê vậy, hôm nay nhân dịp gì? Nhân dịp sinh nhật ba. Ừ. Được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Ừ. Thế hôm nay là ngày nào? Năm tháng. Ngày bao nhiêu? Năm tháng 2. Năm bao nhiêu? 2014. Rồi, tức là bánh tròn bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Rồi, thế các bạn chúc mừng sinh nhật bánh chưa? Yeah. Thế anh Bim chúc mừng sinh nhật bánh cái gì nào? Đang nghĩ à? Rồi để nghĩ nhá. Thế Alex vậy? Biết bay. Biết bay. Wow. Chúc bánh biết bay. Chúc bánh biết bay. Chúc bánh biết bay như siêu nhân. Rồi. Anh Bim nghĩ xong chưa? Cái gì? Chúc bánh vào sao? Lớn lên là sao? Có xe xịn. À, có xe xịn. Rồi. Rồi, còn chị bé? Bơ, bánh không đánh Thùy Lâm nữa. À, bánh không đánh Thùy Lâm nữa. Rồi. Chị Bơ? No idea. À, chúc no idea. Rồi. Rồi, chúc các bạn tiếp tục ăn ngon miệng nhá.